Vâng, em vừa về một đôi Sony. Vâng, đây đôi Sony bát của nó bát 14. Vâng, đây, cao khoảng tầm 33, cao khoảng 33, sâu khoảng tầm 24, đấy, ngang khoảng tầm 19. Đấy, đây, ngoại hình đây. Con này của nó là công suất tận 100W này. 100W này, trở kháng 6 ohm nhé. Vâng. Đấy. Đấy. Hàng về khá là đẹp. Vâng. Vâng, rất ok nhé. Vâng, đấy. Bát 14, con này tiếng Sony nút nặng hay nhé. Tiếng Sony nút nặng hay, càng đầy đủ đây. Vâng. Đấy. Giá của con này nhá, giá của con này đánh tiếng rất tốt. Giá của con này em để là 1.390.000, 1.390.000 nhá, rất rẻ. Quý vị nào lấy thì alo cho em ngay nhá. Vâng. Đấy, đây là dòng Sony cực kỳ, phải nói là cực kỳ hay nhá. Tiếng con này nghe rất phê. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966594581 nhá. Dạ vâng. À, quý vị nào lấy thì những căn này nó nhỏ thì quý vị có thể chuyển khoản giúp em luôn cũng được nhá. Vâng, đỡ em phải mất thời gian em qua bên Viettel vì vừa rồi em cũng phải chạy đi chạy lại lấy tiền nhà xe và lấy Viettel cũng nhiều lần quá. Mỗi một lần đi gửi lại phải 2-3 lần đi lấy tiền, đâm ra mất rất nhiều thời gian. Vâng. Đấy. Quý vị nào tin tưởng thì chuyển khoản giúp em, còn nếu mà không tin tưởng thì có thể đặt cọc giúp em 500-700.000 thì em gửi qua bên Viettel xong rồi họ sẽ gửi hàng đến và thu tiền nốt nhá. Dạ vâng, đấy thì quý vị, dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở video clip của bên em.